Một người đàn ông 65 tuổi ở Ả Rập Xê Út gần đây đã trở thành đề tài bàn tán của người dân địa phương sau khi thông tin ông này đã cưới đến 53 người vợ trong vòng 43 năm. Nguyên nhân lấy nhiều vợ đến như vậy được người đàn ông đưa ra là để tìm kiếm một sự ổn định về mặt cảm xúc. Theo Oddity Central thì ông Abula cưới người vợ đầu tiên năm ông chỉ mới 20 tuổi. Cô vợ kém ông tới 6 tuổi và vào thời điểm đó, cô vợ trẻ là cả bầu trời của ông Abu. Hai vợ chồng đã có con chung và cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua. Nhưng mà xung đột vợ chồng là điều không tránh khỏi và ông Abu đã quyết định cưới người vợ thứ hai. Tuy nhiên, dù đã có người vợ thứ hai thì ông vẫn chưa tìm thấy sự ổn định trong tình cảm, nên tiếp tục làm đám cưới với cô vợ thứ ba, thứ tư. Cuộc sống hôn nhân phức tạp khiến quan hệ vợ chồng của ông Abu ngày càng xấu đi tới mức ông lần lượt phải ly hôn người vợ thứ nhất cho tới người vợ thứ tư. Và cũng từ đây thì ông Abu tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Tới nay thì ông đã cưới tổng cộng đến 53 người phụ nữ. Thậm chí ông từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn nhất chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên thì ông Abu khẳng định với ông chuyện kết hôn chưa bao giờ là trò đùa bởi 53 người vợ đều là những người ông đã tổ chức đám cưới theo nghi thức truyền thống. Mục đích cưới nhiều vợ là tìm kiếm một người phụ nữ thực sự mang lại hạnh phúc cho đời mình. Nhưng mà thực tế, con đường tình duyên của ông Abu lại vô cùng trơn truyền bởi cứ cưới người này rồi lại chia tay.